đi. Xin lỗi. Chà, cậu thật đấy. Mày chơi nhau là? Yes sir. Có thể tóm gọn được bọn Eagle rồi. Chị đại. Hai thằng chúng mày làm gì mà bây giờ mới về? Dạ, thế em trèo lên trụ sở của Eagle. Chúng mày cầm cái này đi bắt bọn Eagle cho tao. Chị đùa bọn em nè. Cái đồ chơi trẻ con thì bắt được ai? Tao đã cải tạo rồi. Tao có thể bắt được bọn Eagle. Thật ạ? Đi, em đi đi. Dùng đi xem nào. Mày biết cái gì? Tao có biết dùng đâu. Thế thì mang đây. Đi, để tao thử nào. Bắt. Ui, tao biết dùng rồi. Mà dùng kiểu gì đây? Bóp cò là xong. Dễ nhỉ. Ủa, mà này, có người kìa.
bắn thử xem nào. Nó dám nhìn tao, mua anh luôn. Anna, mọi chuyện vẫn ổn chứ? Mọi chuyện vẫn ổn. Cậu nhớ cẩn thận đấy. Tớ biết rồi. Chuyện gì xảy ra với anh ta vậy? Anh ơi, anh có sao không? Sao anh lại lơ lửng trên quả bóng đấy? Có ai tên là kia? Nó làm tôi như này. Được rồi, anh về đi. Mày hay thật đấy. Hay thật đấy. Chị. Ra là chúng mày à? Được rồi, mày sợ quá. Bọn kia! Sao chị lại? Đứng ra! Buông ạ!